Ok, và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi tựa game, đó chính là Block Time: Ritual of the Night. Tựa game có tên Việt hóa đó chính là Huyết Tế Nghi Thức Bóng Đêm. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình của em Miriam. Trước thì mình có một chỗ mà mình bảo là tại sao nó không xếp game, nhưng mà thực ra là do mình chưa xếp game đậu xanh. Mình có coi lại và lúc đó mình hủy luôn, mình không có xếp game. Nên thế lúc mà mình chết thì mình bay về chỗ kia luôn, đậu xanh đó. Rồi ok, không lằng nhằng nữa, chúng ta sẽ tiếp tục luôn nhé. Và tập trước mình cũng gặp một con boss ấy, thì bị nó vả cho sấp mặt lìn. Mà cái game này nó không có cái block hoặc là không có cái mấy cái chiêu né nhỉ, nó chỉ có mấy cái chiêu nhảy thôi, đậu xanh. Để mình tìm hiểu kỹ lại một chút thôi. Nói thật với anh em thì mình vẫn bị cảm nha. Mẹ này, khó chịu ghê gớm luôn. Thời tiết nó thay đổi mà anh em, lúc nắng lúc mưa, vừa hết bão xong nắng xong vài ngày sau lại mưa, khó chịu thực sự. Nó chỉ có tấn công, lùi lại, nhảy, không có đỡ đòn hay là không có kiểu như lăn lộn gì cả. Đấy, có cái chiêu nhảy cho mày thôi, nhảy kiểu né rồi đấy đấy. Có khi là mình đi như thế này có khi nhanh hơn nữa bà con ạ. Khô rồi, anh em chờ mình chút nhá. Sao cứ mỗi lần rồi mình quay video mẹ nó lại mẹ nước bờ đê lại trào ra thế nhỉ, khó chịu thực sự. Mẹ, mình đang cầm đó chính là súng anh em ạ. Mình đánh cái con lợn này chắc là lấy cái vũ khí khác. Sao cái game này nó không cho mình đó chính là đổi vũ khí, đổi hai vũ khí cùng lúc nhỉ. Mỗi lần cứ muốn đổi vũ khí là phải mở túi đồ lên anh em ạ, khó chịu thiệt. Rồi, ở dưới kia nó có một cái rương, nhưng mà nếu mà bây giờ mình lấy cái rương đó thì chắc là mình sẽ phải quay trở về kia đấy anh em ạ. Mà cũng đâu phải. Mình vừa có một cái pha mà mình nghĩ trong đầu là nếu mà mình sử dụng cái chiêu nhảy lùi kia thì nó có nhảy qua người thằng đấy luôn không? Kết quả là đéo. Vẫn sắp mặt lìn anh em ạ. Dưới này có một cái rương này. Dưới này có một cái rương nhưng mà phải nhảy cẩn thận cơ. À, mình nhảy hơi quá rồi. Không có chỗ nào nhảy lên luôn. Thôi tải lại. Bây giờ đi lại cái khúc kia mệt lắm. Boy lười. Tải lại anh em ạ. Bây giờ đi lại cái khúc kia là phải đi vòng qua cái khu vực của cái bọn kia nữa. Cái bọn rừng câm lặng đó. Mệt lắm. Cái chùy gan là 20 công mình đéo lấy, mình cứ lấy cái kiếm làm cái đéo gì. Biểu. Bắn đấy. Phải giữ máu rồi tí đánh con boss anh em ạ. Đi. Đi. Dạy. Ok, không trúng. Ơ. Nó bay luôn rồi. Bây giờ đi thấp chỗ này nha. Đấy, đúng rồi. Rồi nhảy trên này này. Cái này chắc phải lấy súng này bà con ạ. Nhảy lên. Đúng rồi, tuyệt vời. Cái thương chỗ này mình cũng lấy rồi bà con ạ. Ở trong kia nó có một cái gian phòng nhưng mà nó lại không có chỗ để vào. Rất là kỳ lạ.
Ấy dạ. Sao 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 tí vào cái chỗ phòng xếp game hồi lại máu là ok hết. Ừ á. Không có chỗ mà gì. Mà thực ra nó cũng như vậy anh em ạ. Như nào thì dù như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải mà đi lại từ đầu. Mẹ. Cái này nó không có fast travel nha anh em. Để mình thử xem. Không có fast travel. Di chuyển đến vị trí, điều khiển kích thước, điều chỉnh độ mờ, phóng to. Không có phát xe bổ. Bản đồ lớn này. Đấy. Thôi, tiếp tục thôi. Ô, có huyết tinh vàng luôn. Ngon. Cái gì đây? Ma tinh nội tại. Chỉ cần gắn vào sẽ tự động có hiệu quả. Bậc thầy kiếm khác. Ma. Nghẹt mũi là nói đến nỗi cái giọng là nói như nói ngọng. Bậc thầy kiếm pháp. Tăng sát thương khi sử dụng kiếm và chùy một tay. Đúng thứ mình đang xài luôn em ạ. Ui, ngon thực sự luôn. Chắc là mai mốt có cái nội tại nào đó khiến cho mình có thể hút máu khi chiến đấu đấy. Mẹ, thì gì cũng phải đi lại chỗ này vậy. Hiểu. Đi. Mẹ, nó có con lợn này. Tao hơi nhiều đấy. Mày bắn lên, mày bay lên trên cao đi. Bố thằng nào ạ? Đánh được mày. Rồi. Ở đây có một cái xe ngựa mà chắc là nó dẫn mình đi qua bên kia, nhưng mà mình sẽ không qua bên đấy vội anh em ạ. Mình phải đi đánh cái thằng boss lợn hôm qua nó giết mình trước đã. Quá cay mà. Chỗ nào nhỉ? Lên trên cao. Cuốn sách là chỉ gì đây? À, kể về một cái thằng mà đi trong cái lâu đài bị lạc và thiếu đồ ăn thôi. Chẳng máu đây anh em. Mẹ nó trâu thật sự luôn. Bắn đi. Bắn tao hơi nhiều đấy. Khôn thế nhỉ. Xong rơi xuống dưới biết ngay mà. Ý, đi. Mấy cái cục này khó chịu phết đấy. Để rồi. Chết đệ. Bỏ qua con chó đi. Mẹ con chó khó chịu quá đi. Rồi cái phòng xếp game chỗ kia rồi. Nhưng mà trước khi xếp game là phải đánh. À dạ. Mẹ mày nhá. Rồi xem game cái.
Trước là mình ngồi xuống xong mình tắt game luôn em ạ. Để rồi trả mạng đi. Ui, mình còn máu không nhỉ? Để rồi. Nếu anh em có coi tập trước thì anh em sẽ nhớ đến thằng này. Nó chém nhanh lắm. Mày ăn nó chứ. Nó đỡ đòn được, mình đéo đỡ được nhá. Kiếm còn chém dài nhá. Đi vậy. Khó lắm anh em ạ. Em đùa đâu. Con mẹ nó chém nhanh cực kỳ luôn. Đắc sâu có mẹ rồi. Ui, nó lướt cả tới xong rồi nó chém mình luôn. Đéo nó nhiều. Đi mẹ khó vậy sao chơi. Mẹ mẹ. Mẹ mẹ. Phải là chắc là mình phải sử dụng mai tinh rồi. Nó khỏe lắm. Phong tiện, phong xét. Bẫy rồi. Rồi bật tua. Không có cái nào nó chỉ cho mình biết là có bao nhiêu đam nhỉ. Nè, lấy cái chùy đầu này. Lấy cái phóng tiễn này, hợp lý. Tiễn đấy. Nó lướt tới cái nó chém mình luôn, không né được. Phải ấn quy nhanh cơ. Không ấn quy nhanh là chết. Ây. Đấy, nó chém luôn ạ. Nó đỡ hết luôn kìa. Nó đỡ kìa. What? Đi mẹ. Bổ còn bị delay nữa. Đi mẹ. Khó lắm anh em ạ. Vậy sao chơi? Ý, mẹ game trai hết rồi. Đéo hiểu phải đánh thằng này như thế nào luôn. Ý, mẹ. Cái game này nó còn khó cái Sekiro nữa anh em ạ. Sekiro nó còn cho mình đỡ. Cái game này đéo cho mình đỡ. Đi phê. Chó thực sự. Game Sekiro nó còn nút ship cho mình để bạn nhảy đỡ cái kiểu game này đéo. Thì anh em vào chơi thử anh em biết chưa. Chứ còn mẹ nó chưa làm gì bị bắn mất 23 máu à. Mẹ thôi quay chờ luôn đi sợ đéo. Chấp. Kiếm rồi anh ơi. Này nó chém mình luôn à. Đi bẹ. Cứ mỗi mình lần mình chém một cái này. Ơ nhảy lên. Ừ. Nhảy qua đâu đó. Nó lao tới này. Nhảy qua đâu đó. Ai da. Ô, nó còn kiếm lửa lên. Đi không biết cái gì đấy. Mày. Châu lắm đi mẹ bổ cái đi mẹ, thằng này cả nghìn máu mẹ rồi. Nãy giờ tôi bổ mẹ phải đếm sơ qua cũng khoảng 500 máu rồi đéo chết. Cầm súng thì càng chết hơn bởi vì mình đứng xa là thứ nhất, thứ hai là lúc mình bắn mình đéo di chuyển được. Đi tù thực sự luôn.
trigger. Là gần sắp chết rồi. Ôi! Oh! Trái hết thực sự. Fuck. Tôi cuối cùng đã giết được nó. Tôi cuối cùng đã giết được nó. Sau bao nhiêu lần gặm hẳn. Và cái thằng quỷ này nó hóa ra nó chính là cái người mình quen. Trong khi nó chém mình chết cả chục lần rồi. Vâng, tôi xin chia cái sự vui mừng này đến toàn thể các anh em đang xem. Vâng, tôi cũng chia sẻ đề này cái sự niềm vui này đến với bố mẹ tôi. Đến với anh em của tôi, đến với người vợ sắp tới của tôi. Vâng. ジャマが入った。何を言う。私たちの敵は。俺にとっては全部同じだがな。悪魔を召喚した錬金術師も、その引き金となったシャードリンカーも。 Cái thứ không phải phân biệt đúng sai này xong để cho mình chém chết nó luôn cho rồi. Mày nó chứ. Leo và thấy người là chém. Hút mẹ. 錬金術師たちは自ら悪魔を起こした。ですが、ミリアムは違います。 甘いな。そうやって信じた仲間が。私がそんなに弱く見えるのかしら?今日が覚めた。なんで見えてない?あなたの死にはアルフレッドを止めることよ。分かっている。シャードリンカ。死にたくなければ。なんで見えてない?お前の指示は聞いてやる。 ごめんなさい。私の仲間が失礼なことを。 Nó chém em chết hơn chục lần rồi đó chị ạ. Ừ. Có bồi thường cho ông tiền thuốc men chẳng hạn. Đậu sao? 大丈夫。慣れてるから。 Mày quen. Ừ đúng rồi. Mày đã quá quen với cái việc này rồi. Đáng hiểu mà. Ta cũng quen. 私はあなたを信じますわ。 ありがとう。 そう言ってもらえるだけで救われるわ。 彼は 遠い東の国から来たデーモンハンターなのです。いいえ、それ以前から悪魔に大切なものを奪われたせいで、それでもその力は本物ですわ。それは戦ってわかった。しかもまだ本気じゃなかった。Nói quả chưa đánh hết sức á. Ờ, về nhà tập ngay cái chiêu block đi em ạ. Ừ, đéo hiểu, nó còn biết block mà mày đéo biết block đi. Đi. 迷いがあるということかしら。では、そろそろ戻りますわね。あん。Đây là một cái chỗ đổ nát thôi. Chỗ dẫn đi đâu đây? Từ từ đã. Cái việc quan trọng bây giờ của chúng ta đó là save game. Vâng. Tất nhiên rồi. Vâng, tất nhiên tôi sẽ gặp thằng cu mặt lìn này rồi. Mày gồng cái gì vậy? Ất đi con mẹ. Anh nguyên một cái nỏ vào đầu anh em ạ.
Rồi. Tôi lên level 12 rồi. Mà thực ra này không biết là có cái nút nào để phát xe bù không, chứ cứ mỗi lần cứ phải đi lại như thế này hơi mệt đấy. Bây giờ mình muốn quay trở về kia để mình nâng cấp một ít trước khi tiếp tục với lại mua máu. Nhưng mà chả lẽ cứ mỗi lần mà đi là phải chạy nguyên một quãng đường dài như thế này về, phải có nào để cho mình fast travel về chứ. Ấn 6 để hiển thị quá trình dịch chuyển này, ấn 5 là bể bản đồ nhỏ này, phóng to phóng lớn này, tập trung vào nhân vật này. Không có phát xe bù anh em ạ, mỗi lần đi là phải đi về. Game này đang thiếu khá là nhiều tính năng đấy. Ở trên này có gì này, ở trên có gì anh em ạ, nhưng mà bị vướng rồi, mình phải đập nó nhỉ. Biến, trời ơi, phản hộ cái. Không được anh em ạ, phải đẩy nó ra. Ô, HP tối đa cái gì? Cái gì? Mình vừa lượm được cái gì? Trên này có đồ, có rương. Hồ thạch. À, cái hồ thạch này chắc là có khi là để phát travel đấy. À, đúng rồi, cái này được phát xe vô đi. Đúng luôn anh em ạ, mẹ nó vừa bảo là đéo có phát xe vô xong. Phần thưởng của cô đây, 3 cái nhẫn. Nhẫn này là trang bị chứ. Anh em ạ, nhẫn là trang bị, nó tăng thủ cho mình, tăng cực nhiều thủ luôn. Mình phải thay cái mắt kính này. Sao nó cho mình nhiều nhẫn thế nhỉ, cho tới cả 3 cái để ăn lìn à? Không hiểu, cho tới 3 cái nhẫn làm gì trời. Còn bà già này vẫn đòi cơm nắm, đéo hiểu đâu, lấy đâu ra gạo cho bé luôn. Tôi chịu đấy. Chị ơi, bà nào ít máu đi. Ui, bình máu lớn 1.000 đại đi mẹ. Ỉa ra tiền mà mua của chị à. Bả loèn. Đây, cái đồng số 8 bit này mình sẽ được một cái vũ khí đây. Nhưng mà thiếu tiền. Đi mà mua 5 bình máu mất 1.000. Cắn răng chịu đựng vậy. Xem mình có gì bán được không này. Mình đang có 7 bình máu, đường, dầu thực vật, hành lá, lá độc. Mấy cái này là để mình rack đồ anh em ạ. Đây, bán bớt mấy cái này đi này. Không xài dao ngắn bán đi này. Không xài trường kiếm bán luôn này. Kiếm hai tay với roi bán luôn hai cái này đi này. Dép ra bán này. Đi mà 3 cái nhẫn rẻ thế. Tưởng đắt đắt tí bán đeo hiểu. Thôi đi thôi. Từ bán ma tinh. Mình hơi bị nhiều cái ma tinh này ném xương. Bán hai cái đi. Ui 600 tiền luôn.
bẫy ruồi này. Rồi. 2000 tiền rồi đấy. Arigato. Em vẫn ăn uống điều độ chứ. Có đéo đâu mà ăn anh ơi. Đéo hiểu. Bây giờ đéo biết lấy gạo ở đâu. Tất cả đều cần gạo nhưng mà mình không biết mua gạo ở đâu. Ừ thế nó mới lạ. Cái này cần hành lá mì ý này. Bột với khoai tây này. Tăng thể lên 1. Có là tăng HP không? Có cái cơm nắm là tăng HP nhỉ, nhưng mà cần gạo, không biết kiếm gạo ở đâu. Chế máu bằng cánh rơi với xương vụn. À thế thì mua làm đéo gì. Ờ để xem có cái nào mặn mặn tí không. Dây buộc tóc thủ 291. Mình đang ui tạp dê thủ 8 vận 1 ạ. 3 bông. À thủ 15 nhưng mà trừ 10 công. Được không nhỉ? Tăng phòng thủ nhưng mà trừ công kích. Khăn quàng này là tăng thủ của Ha Chí này. Khăn quàng xạ thủ này. Được chế một cái này. Rồi. Cái này là chế luôn cái áo này. Tạo trang bị luôn. Ui có cả giáo này. Giáo nào không biết là như thế nào. Chưa có giáo bao giờ. Dã thái đao. Vâng. Rìu 2 lưỡi. Kiếm 2 tay. 17 công cái này mình bán một lần rồi. Rìu 2 lưỡi 22 đam này. Mình đang xài cái chùy cùi đúng không ta? Kiếm cùn. Nè. Kaste no ne. Cái ma tinh của mình là tăng vào cái gì nhỉ? Để mình còn học. Tăng tăng kiếm với lại chùy một tay. Bây giờ mình phải nâng chế một cái kiếm. Nhưng mà kiếm thì tôi toàn kiếm cùi thôi. Trường kiếm này 18 đam. Kiếm cùi này là kiếm nhật là 13 công này. Dã thái đao 18 công này, giáo này, súng kíp. Thôi. Chế nhẹ cái rìu đi ha. Chế nhẹ cái rìu đi. Khi nào cần thiết thì chúng ta sẽ kiểu như là lấy ra đánh. Còn không thì cứ lấy cái kia đánh thôi. À, xếp game cái. Đi có lúc nhiều như bụng tê không? Trời ơi. Sao lắm nhiệm vụ vậy? Mình nhận hết đi. Khổ, mỗi lần nhận nhiệm vụ bà này là bà kêu mình phải giết những cái lũ sát nhân đấy khổ. Giết chưa? Đấy, điền lắm cơ.
Nhận hết đi anh em ạ, mai mốt về trẻ một lần luôn. Thôi thôi chị ơi, chị có câu nào khác có ấn tượng hay không? Rồi đi. Ồ. Rồi thử lấy cái rìu một tay ra coi. Trang bị này. À, chuyển các khăn quàng luôn. Tiếc nhở, cái bộ quần áo nó không có thay đổi gì cả. Nếu mà thay đổi cả bộ quần áo nữa thì đẹp. Ủa chậm lắm, nhưng mà không biết bao nhiêu đêm. Đi phải yếu hơn cái, chùy một tay của tôi ạ. Bởi vì chùy một tay của tôi có cái nội tại tăng đam. Ồ. Oh. Mẹ nó chứ. Ô. Ô có trái xoài nè. Không phải trái xoài không ta? Trái, như trái chanh thì phải. Mỗi lần về phải đi lại qua cái khu vực kia. Mà cũng đúng rồi, đây là một game phiêu lưu mà. Nhưng mà mình mình nghĩ là nó không thích hợp ở một cái điểm, đó chính là quái mà khi chúng ta giết xong rồi quay trở lại quái vẫn hồi. Như kiểu là như làm như thế chúng ta farm nó kiểu nó dễ quá. Ừ, cái ma tinh. Mình tưởng cái ma tinh của con rơi là mình có rồi chứ. Hóa ra là chưa. Hôm qua là mình bị mất một cái kiếm. Má tiếc vãi trưởng. Cái kiếm nó ngon. Ơ, cái nữa này, ngon vãi nồi ạ. Ăn hên. Ơ, cái rương này mình chưa mở à? Chắc nhiều. Mình nhớ là cái rương này hôm qua mình mở rồi đúng không anh nha? Xuống được rồi đấy. Rồi phòng xét luôn. Cái lượng mấy cái ma tinh về xong bén là mình chế được cái kiếm à. Dễ vãi nổ. Cái này đúng là để đi farm đúng rồi. Cứ qua cứ lại xong rồi giết nữa. Rồi level up ngon. Ô, cái ma tinh của con này mình cũng chưa lấy bao giờ này. Cái này là cái gì? Triệu hồi ma, triệu hồi ma tấn công kẻ địch.
Mình cũng chưa lấy được cái ma tinh của cái thằng cầm thùy gai đấy anh em ạ. Không biết là cái ma tinh của nó như thế nào. Đặc biệt là cái hồ máu này mình không biết xuống như thế nào nè. Ở đây có một cái chỗ để xuống nữa mà. Không biết xuống như thế nào, mình chưa biết lặn. Xếp game cái. Ở bên dưới có một cái hình, một cái dấu hiệu giống như là của một con boss đấy. Mà thực sự là mình không biết lặn. Cái ma tên này mình có hết rồi. Của heo biến thành heo trắng. Cái gì đây? Triệu hồi heo bay, triệu hồi heo bay tấn công kẻ địch. À. Mà nói thật với anh em nhá, mấy cái ma tinh này nó còn thiếu một điểm ấy, nó không cho mình biết là công kích của mấy cái ma tinh là bao nhiêu. Nó chỉ cho mình biết là cái ma tinh đó là nó tốn bao nhiêu HP thôi. Chùy đầu cấp bậc 2 này. Mình đang xài cái chùy đầu và mình cảm giác là cái chùy đầu đam nó to hơn bình thường. À đó, cái này là mấy cái chiêu định hướng mà. Triệu hồi heo bay, tăng thời gian hiệu quả. Tăng số lượng khi sử dụng. Wow. Nâng cái này lên ngon này. Nếu mà càng nhiều thì nó phóng càng nhiều tiễn ạ. Được thực sự. Bây giờ mình đang phóng là được 3 tiễn, nhưng mà nếu mà mình nâng cấp lên thì mình có thể phóng được nhiều tiễn hơn, khoảng là mười mấy tiễn. Rồi qua cái thằng cưỡi ngựa kia xem có gì nào. Cái đồng hồ cát này để làm gì ta? Vẫn không hiểu là cái đồng hồ cát này để làm gì nè. Ở đây có một thằng cưỡi ngựa và cái ông này nó không đi qua được. Chỗ này chưa việt hóa này. Trời ơi. Một chuyến đi không em gái. What the fuck. Ông chở tôi à. Anh sẽ đưa cưng đến một nơi thú vị. Thôi xong rồi, gặp ngay thằng biến thái rồi. Vấn đề duy nhất là vật cản đường phía trước, nhìn thấy không? Dùng hết sức đẩy đi là được. Nếu như em gái có một bàn tay to một chút hẳn là có thể giờ nó đi được. What the fuck? Bàn tay to là cái đéo gì? Bàn tay to. Không hiểu. Qua là tuột chăng? Mình lấy cái này coi. Ui, cái bò bạch tuột ghê vậy. Nhưng mà tốn hơi nhiều ma tinh đấy. Chắc không biết được bao nhiêu đam mà tốn hơi nhiều ma tinh. Mà chắc là không đẩy được rồi. Mà
phải đi kiếm đường khác. À, chỗ này dẫn đi đâu đây? Chỗ này không mở được cửa bà con ạ. Ô ớt. Đẹp. Sorry anh em. Trời ơi. Tôi lại bắt đầu đấy. Man. Mấy con heo kia nó làm như là này mà. Ừ, nó mất luôn rồi anh em ạ. Mình vẫn chưa lấy được chùy đầu của cái thằng gai này. What? Cái gì đây? Ủa, cái gì đây? Ê! Cái này là cái gì đây? Không qua được. Vậy là mình phải lấy một cái gì đó đặc biệt thì mình mới... À đây rồi, con heo rồi. Mình phải lấy một cái gì đó đặc biệt mình mới có thể qua được hai cái chỗ này. Một cái chỗ trên cao này. Nhảy thế đeo là được lên trên đấy. Vậy là mình phải có một cái gì đó để mình đi xuống dưới là sao á. Rồi mình mới kiếm được cái gì ở dưới này này. Xong rồi bắt đầu. Để mình xem lại anh em ạ. Đây này. Đây này anh em. Ở dưới này nó có một cái gì này. Bây giờ mình phải đi xuống được dưới này cơ. Thì mình mới lấy được cái gì đó để mở hai cái kia phải. Cái quan trọng là bây giờ làm sao để xuống, bởi vì mình không biết lặn. Khó hiểu nhỉ. Quên, không để ý. Ơ đi. Má không để ý là đang nhìn map. Từ đã. Ở chỗ nào để qua chứ nhỉ? Ơ, mấy cái rương này tự hồi lại là anh em. Kỳ vậy. Mấy cái rương nó còn tự hồi lại luôn chứ. À, ở bên kia có một cái đường mình chưa đi này. Nhưng mà cái đường đó làm sao qua nhỉ? Thì mà bây giờ phải đi lại rồi. Mẹ. Tự nhiên rớt phát xuống là phải đi lại rồi. Ở kia nó có một cái đường mình chưa đi bao giờ này. Để vào trong đó xem thế nào.
sao, tiện thể đi farm tiền với farm level luôn. Sao cái dấu hiệu này nó lại ở đây nhỉ? Cái dấu hiệu này là cái gì đấy? Nó giống như kiểu là một cái đánh dấu, hình như là đánh dấu trên map của mình thôi, chứ không phải là cái gì đó đặc biệt. Có cái chùy rồi. Có cái chùy gai của nó rồi. Máy xay thịt đẩy một lưỡi kiếm xay thịt về hướng chỉ định. Wow, ngon đấy. Đâu, để xem coi. Mình nhìn thấy cái cây của nó là mình biết là nó ngon rồi, bởi vì nó dài. Thứ nhất là nó dài. Tăng phạm vi ảnh hưởng. Wow. Thử coi. Kiếm con nào test phát. Cái này là nút C. Nhảy qua nhá. À không phải, không phải. Cái đấy là cái chỉ đầu ấn nhầm đấy. Đây rồi, có con để test rồi. C. Ơ cái gì ấy? Wow, đẹp to lắm. Ôi, ngon đấy. Đi vậy cái chỗ. Mày xài tới chết luôn ạ. Ôi ngon đấy. Thật đấy. Thật thực sự. Ở bên này nó có một cái đường này. Ê đi. Con chó chưa chết à? À. Ây da. Yếu quá. Cái này là chiêu thức dành cho thương. Xuống qua lên qua chuột. Xoay tròn một ngọn giáo tạo thành một vòng tròn phòng ngự xung quanh người. Còn thế nữa. Mình vẫn không hiểu mấy cái chỗ vàng vàng này để mấy cái chỗ xanh xanh này là để làm cái gì nhá. Xác nhận. Cái chỗ xanh xanh này để làm gì? Không hiểu. Xay thịt. Rồi ạ. Thật thực sự. Ở đây nó có nhiều đường đi lắm. Mình còn mấy đường chưa đi nữa kìa. Còn cái đường đi xuống dưới nữa. Bây giờ con này cắn mình có máu à. Rồi. Chữ lượng. À, ở đây có một anh nào đó. Nói chuyện coi. Này cô có phải nhân loại không thế? Bộ nhìn giống tôi. Nhìn tôi giống quái vật lắm à. Trên người cô có gắn mấy cái thứ kỳ lạ. Gắn cái gì? Có hai quả bưởi lăm roi thôi chứ có cái gì đâu. Đây là thời trang mới nhất bây giờ đấy. Hèn gì nhà quê như tôi không. À ok.
Anta wa? Miriam yo. Benjamin, anata hitori de kaereru? Muri da. Koshi ga nukechimatte tate yashi ne. Shikishi, uchi ni kaerite na. Nani ka kare o kaeraseru aitemu wa nai kashira? Mình phải có một cái gì đó để cho thằng này về à? Nó có thể là cái hồ thật này. Konnano de kaeru no ka? Anata no ie o tsuyoku omoi ukabete. Ma, yatte miru. Epi, umaku itta yo ne. 1000 tiền. Thử coi. Ôi, 4000 tiền rồi, được vũ khí rồi. I love you. Mày có thể bay thấp xuống đây được không con lợn này? Ây da, đập như bong bóng nhỉ. À anh ơi, tét 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 vũ khí của anh đấy. Cái gì đây? Dã thái đao cốt sen đằng tử, cốt sen đằng tứ lang. Đi. Game này game Tây Âu các bạn ơi, các bạn dịch hơn nó hơi hén Việt quá đấy. Qua chuột. À rồi. Nó là một cái chiêu xài đao qua chuột gì đấy. Qua. Đâu qua được. Phải nhảy lên trên này rồi. Có một chỗ để đi qua đây, không biết có gì. Cái hôm đầu mà mình gặp mấy cái con to to này mình sợ lắm cơ, mình tưởng boss. Nhưng mà đéo phải. Thấy con muỗi. Nội tại tăng sát thương khi sử dụng dao nhỏ và kiếm đâm. Ui trên cái con gì kia. Con gì kia. What the fuck. Tài liệu ác quỷ. À mình có thể đọc tài liệu để nghiên cứu xem là bọn này là bọn gì. Cái gì đây. Cái này là kỹ năng cho Roy, mình không xài Roy. Ô, có chỗ xếp game rồi. Ok và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái tập này. Chắc là hôm nay mình sẽ dừng cái tập này tại đây thôi. À, hẹn gặp anh em vào ngày mai với tựa game Block Time Restore The Night. Thì hôm nay gặm hành con boss kia hơi nhiều. Mình phải kể với các bạn biết là nếu mà các bạn có ý định chơi game này và không muốn bị ức chế thì tốt nhất là không nên chơi, bởi vì thứ nhất là nhân vật của chúng ta không thể đỡ được, không thể né được. Mọi thứ đều cần phải xem trước rằng cái con boss ấy đánh như thế nào thì chúng ta mới đánh được. Hiện tại thì có vẻ như là với lại mình đang quá thấp máu, nó đánh thì nó đánh mắc đau. Như thế thôi. Nếu mà anh em có ý định chơi game này thì hãy cố gắng có một cái tinh thần mà phải gọi là vững vàng giống mình nha, thì mới chơi được nha. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp anh em ở những cái tập lần sau. Chào anh em. Bye bye.